Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối thứ sáu ngày 20 tháng 10 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm cấp cao với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973-2023 và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược 2013-2023. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cuộc điện đàm thể hiện sự coi trọng của lãnh đạo hai nước đối với quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp và mong muốn của lãnh đạo hai nước về việc tăng cường hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư đánh giá cao thành công của chính phủ Pháp cũng như cá nhân Tổng thống Macron thực hiện các cải cách trong nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội nhằm đưa nước Pháp phát triển vững mạnh hơn và nhân dân Pháp có cuộc sống an toàn phồn vinh hơn, tăng cường vai trò tích cực của Pháp trong việc củng cố liên minh châu Âu, đóng góp vào việc giải quyết các thách thức đặt ra ở châu Âu và các khu vực khác trên thế giới, đi đầu thúc đẩy hợp tác xử lý nhiều vấn đề toàn cầu. Nhân dịp này, Tổng Bí thư cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ của Pháp dành cho Việt Nam trong nhiều năm qua, trong đó có sự giúp đỡ ứng phó với đại dịch COVID-19. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao đổi với Tổng thống Pháp về những thành tựu to lớn, toàn diện và nổi bật của Việt Nam sau hơn 35 năm đổi mới, cũng như kết quả phục hồi kinh tế hậu đại dịch COVID-19. Thông báo với Tổng thống Pháp mục tiêu phát triển của Việt Nam đến giữa thế kỷ 21 và đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ của Việt Nam. Tổng Bí thư nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của hòa bình, hữu nghị và hợp tác, cũng như việc tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc trong xử lý các vấn đề quốc tế, trong đó có việc bảo đảm hòa bình, an ninh tại khu vực Biển Đông. Bày tỏ vui mừng về việc quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp tiếp tục phát triển toàn diện tốt đẹp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định hai bên đã tích cực triển khai các nội dung của tuyên bố chung giữa lãnh đạo hai nước nhân chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư vào năm 2018. Tổng Bí thư nhấn mạnh hai nước chia sẻ quan điểm trên nhiều vấn đề quốc tế quan trọng, có nhiều lợi ích lớn tương đồng và có nhiều gắn bó về lịch sử văn hóa, khẳng định Việt Nam coi trọng và dành ưu tiên cao đối với quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp và ủng hộ những sáng kiến của Pháp vì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và quốc tế. Tổng Bí thư trao đổi với Tổng thống Pháp một số phương hướng, biện pháp lớn nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảm ơn những đánh giá tốt đẹp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ấn tượng trước những thành tựu to lớn của Việt Nam trong phát triển đất nước và khẳng định Pháp coi trọng vai trò và vị thế quốc tế của Việt Nam và quan hệ đối tác chiến lược Pháp-Việt Nam. Pháp luôn đồng hành cùng Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước. Tổng thống Pháp chia sẻ đánh giá của Tổng Bí thư về những bước phát triển tích cực của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, khẳng định cuộc điện đàm là dịp quan trọng để hai nhà lãnh đạo thảo luận về những định hướng chiến lược phát triển quan hệ song phương trong 20 năm tới. Tổng thống Pháp vui mừng trước việc lãnh đạo hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng với các nội dung hợp tác song phương, nhất trí cần tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị và giao lưu nhân dân, thúc đẩy tạo chuyển biến mạnh mẽ về hợp tác trên các lĩnh vực như quốc phòng an ninh, kinh tế, thương mại đầu tư, hàng không, chuyển đổi năng lượng, khoa học công nghệ, văn hóa kỹ thuật. Tổng thống Pháp khẳng định ủng hộ Việt Nam tăng cường hợp tác với EU, trong đó có việc thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EU-Việt Nam và hợp tác trong lĩnh vực đánh bắt hải sản. Mong muốn hai nước tăng cường hợp tác trong các khuôn khổ đa phương, nhất là trong cộng đồng pháp ngữ. Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan tích cực triển khai thực hiện những nội dung mà hai bên đã thống nhất. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại lời mời Tổng thống Pháp thăm Việt Nam và Tổng thống Pháp đã vui vẻ nhận lời. Nhân dịp tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3, sáng nay Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Tập Cận Bình. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền lời thăm hỏi thân tình và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Trung Quốc. Chúc mừng Trung Quốc đã tổ chức thành công diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi lời thăm hỏi thân thiết và tình cảm tốt đẹp tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Vui mừng nhận thấy quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai bên duy trì xu thế phát triển tích cực, giao lưu tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên, hợp tác thực chất đạt được nhiều tiến triển mới. Thông tin về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Việt-Trung trong tổng thể chính sách đối ngoại của mỗi nước. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng những thành tựu to lớn mà Trung Quốc đã đạt được và khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn coi việc củng cố và phát triển quan hệ Việt-Trung là lựa chọn chiến lược
ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao của Trung Quốc, hoan nghênh và ủng hộ Việt Nam phát triển lớn mạnh, thực hiện thành công công nghiệp hóa, hiện đại hóa để hai nước cùng nhau phát triển, khẳng định Trung Quốc trân trọng và đánh giá cao chuyến thăm tới cửa khẩu hữu nghị và trồng cây hữu nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ Trung Việt. Cùng bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước, nhất là sau chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc mùa thu năm 2022, hai bên đã trao đổi về phương hướng và các biện pháp lớn để đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên tiếp tục làm sâu sắc thêm nội hàm để nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, tăng cường giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp, thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác thực chất và trọng tâm là phát triển cân bằng, bền vững, hợp tác kinh tế thương mại, mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nông sản của Việt Nam mang lại lợi ích thiết thực cho đông đảo nông dân và người tiêu dùng hai nước, đẩy mạnh kết nối giao thông, sớm triển khai các khoản viện trợ Trung Quốc dành cho Việt Nam, phối hợp xử lý vướng mắc trong một số dự án hợp tác. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đề nghị hai bên nỗ lực tạo thuận lợi cho tổng thể quan hệ song phương đang tiến triển tốt đẹp, tăng cường tuyên truyền hữu nghị, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nỗ lực kiểm soát hiệu quả và xử lý thỏa đáng bất đồng ở trên biển, tôn trọng lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, cùng các nước liên quan xây dựng Biển Đông trở thành vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đánh giá cao những đề xuất của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhất trí thúc đẩy giao lưu cấp cao và các cấp để tăng cường hiểu biết, củng cố tin cậy chính trị, khẳng định Trung Quốc sẵn sàng mở rộng nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, bao gồm cả nông sản và các mặt hàng sản xuất công nghiệp, chế tạo, đề nghị hai bên tăng cường kết nối sáng kiến vành đai và con đường với khuôn khổ hai hành lang, một vành đai, xây dựng quy hoạch hợp tác cụ thể kết hợp với các nhiệm vụ cải cách, phát triển trọng điểm của mỗi bên. Thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác chiến lược như cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông, chia sẻ kinh nghiệm cải cách doanh nghiệp nhà nước. Hai bên cũng nhấn mạnh cần tăng cường tuyên truyền hữu nghị, củng cố nền tảng xã hội, xử lý ổn thỏa và kiểm soát tốt bất đồng vì hòa bình, ổn định ở trên biển và khu vực. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, nhất trí cùng nỗ lực thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Trước đó vào tối qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã hội kiến với đồng chí Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng gần gũi, tương đồng về thể chế chính trị, con đường phát triển và mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Chủ tịch nước đề nghị hai bên chuẩn bị tốt cho các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, đề nghị Trung Quốc mở rộng nhập khẩu các mặt hàng nông sản, tăng cường đầu tư các dự án lớn, tiêu biểu cho trình độ phát triển của Trung Quốc vào Việt Nam. Bên cạnh đó là kết nối cơ sở hạ tầng giao thông, thúc đẩy hợp tác kinh tế số, nâng cao năng lực phát triển hạ tầng số và nhân lực số. Trên cơ sở nhận thức chung cấp cao, Chủ tịch nước đề nghị hai bên kiểm soát và giải quyết thỏa đáng bất đồng và những vấn đề tồn tại trong quan hệ hai nước, phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Đồng chí Thái Kỳ khẳng định, Trung Quốc luôn coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng, sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường trao đổi chiến lược, thúc đẩy và định hướng quan hệ hợp tác phát triển bền vững, lâu dài. Mong muốn nâng cao tần suất và chất lượng hợp tác giữa địa phương, làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị giữa các tầng lớp nhân dân. Nhân dịp này, đồng chí Thái Kỳ đã chủ trì chiêu đãi thân mật Chủ tịch nước và đoàn. Và chiều nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường. Sáng nay, theo giờ địa phương, tại Riyadh, Ả Rập Xê Út, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng với lãnh đạo ASEAN và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC dự hội nghị cấp cao ASEAN-GCC. Đây là lần đầu tiên
các lãnh đạo ASEAN gặp gỡ với lãnh đạo các nước GCC. Các nhà lãnh đạo khẳng định coi trọng mối quan hệ giữa ASEAN và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC kể từ khi thiết lập quan hệ năm 1990 dựa trên nền tảng những mối liên kết lịch sử và văn hóa lâu đời giữa hai khu vực. Năm 2022, hợp tác giữa hai bên tiếp tục tiến triển tích cực với tổng kim ngạch thương mại đạt hơn 142 tỷ đô la Mỹ. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cao ý nghĩa của hội nghị cấp cao lần đầu tiên giữa ASEAN và GCC là một dấu mốc lịch sử, đồng thời đánh giá cao vai trò của GCC đối với ASEAN. Thủ tướng nhấn mạnh, ASEAN và GCC cần chung tay khơi dậy ý chí tự lực tự cường, khơi thông các nguồn lực phát triển, triển khai các hành động thực chất hiệu quả với quyết tâm chính trị cao nhất, hành động quyết liệt đưa hợp tác hai bên bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới, trở thành điểm sáng của hợp tác khu vực và toàn cầu. Thủ tướng cho rằng hai bên cần tạo thuận lợi hơn nữa để kinh tế, thương mại và đầu tư trở thành trụ cột chính, là động lực kết nối hai khu vực, bổ trợ cho nhau cùng phát triển, cùng thắng, đồng thời đẩy mạnh hợp tác vì mục tiêu phát triển xanh và bền vững hơn. Để làm điều đó, cần tạo điều kiện cho các quỹ đầu tư, doanh nghiệp các nước GCC mở rộng hơn nữa đầu tư kinh doanh tại ASEAN, hỗ trợ hàng hóa dịch vụ của các nước ASEAN xuất hiện nhiều hơn tại vùng vịnh. Đồng thời cần ưu tiên hợp tác phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, phát triển nông nghiệp bền vững, chuyển đổi năng lượng. Thủ tướng đề nghị cần thúc đẩy 3 kết nối, một là kết nối con người, văn hóa, lao động, hai là kết nối thương mại, đầu tư, du lịch, ba là kết nối hạ tầng thông qua đầu tư hạ tầng chiến lược. Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh cần nhanh chóng thể chế hóa hợp tác ASEAN-GCC bằng các cơ chế hợp tác thường xuyên, thực chất, hiệu quả trên từng lĩnh vực cụ thể. Thủ tướng đề nghị là những tổ chức khu vực rất thành công, ASEAN và GCC cần tăng cường hợp tác đa phương, hỗ trợ nhau để phát huy vai trò trung tâm, đóng góp thiết thực cho hòa bình ổn định và phát triển của hai khu vực và trên thế giới. Thủ tướng khẳng định Việt Nam phản đối mạnh mẽ mọi hành vi sử dụng vũ lực và kêu gọi các bên liên quan chấm dứt ngay các hành động bạo lực nhằm vào dân thường, các cơ sở nhân đạo và hạ tầng thiết yếu, đồng thời nhấn mạnh chỉ có thương lượng và đàm phán, giải quyết các bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình, đạt giải pháp hai nhà nước trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mới là con đường duy nhất để mang lại nền hòa bình bền vững lâu dài cho Trung Đông và tất cả các nước. Tại hội nghị, các nước đã khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại khu vực, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước UNCLOS năm 1982. Trong khuôn khổ chuyến thăm Ả Rập Xê Út, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Hoàng Thái tử, Thủ tướng Ả Rập Xê Út, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud. Hoàng Thái tử, Thủ tướng Ả Rập Xê Út chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Ả Rập Xê Út, tham dự hội nghị cấp cao ASEAN-GCC và khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Ả Rập Xê Út tại Đông Nam Á. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Hoàng Thái tử, Thủ tướng Ả Rập Xê Út dành cho Việt Nam, chúc mừng những thành tựu vượt bậc mà Ả Rập Xê Út đã đạt được. Hai thủ tướng nhất trí hai nước còn rất nhiều tiềm năng hợp tác, thống nhất cần tiếp tục củng cố quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp thông qua tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, đẩy mạnh hợp tác mở cửa thị trường, thúc đẩy thương mại. Để tạo đột phá cho hợp tác đầu tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các quỹ đầu tư của Ả Rập Xê Út xem xét đầu tư quy mô lớn trong các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên phát triển như kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, công nghiệp, năng lượng tái tạo. Hoàng Thái tử, Thủ tướng Ả Rập Xê Út cho biết luôn tin tưởng vào tương lai của Việt Nam, mong muốn Ả Rập Xê Út sẽ đồng hành cùng Việt Nam trong tương lai này. Theo đó, sẽ chỉ đạo Quỹ đầu tư công Ả Rập Xê Út sớm triển khai mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Đồng thời, Ả Rập Xê Út sẵn sàng tiếp nhận thêm lao động tay nghề cao của Việt Nam để làm việc trong các siêu dự án đô thị, cơ sở hạ tầng tại Ả Rập Xê Út. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và đề nghị Hoàng gia Chính phủ Ả Rập Xê Út tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam. Nhân dịp này, Thủ tướng đã mời Hoàng Thái tử, Thủ tướng Ả Rập Xê Út sớm thăm chính thức Việt Nam. Hoàng Thái tử cho biết luôn mong muốn thăm Việt Nam, vì vậy sẽ thực hiện ngay chuyến thăm vào năm 2024, năm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Hai bên nhất trí cùng thực hiện ngay các chương trình, kế hoạch cụ thể để chuyến thăm đạt được những kết quả thực chất hiệu quả, góp phần đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Nhân dịp dự hội nghị cấp cao ASEAN-GCC vào ngày hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Quốc vương Qatar, Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và tiếp Phó Thủ tướng Oman. Hội kiến Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani và Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định coi trọng quan hệ hợp tác với Qatar,
đối tác quan trọng của Việt Nam ở Trung Đông, bày tỏ mong muốn được đón Quốc vương Qatar sớm thăm Việt Nam để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, lao động. Quốc vương Qatar bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam-Qatar, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư. Quốc vương khẳng định không có giới hạn nào cho hợp tác giữa hai nước và sẵn sàng phối hợp xử lý mọi vướng mắc. Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí sớm thành lập các tổ công tác chung trong lĩnh vực tiềm năng giữa hai nước như chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng, ký kết các văn kiện tạo thuận lợi cho nhập cảnh công dân hai nước. Hội kiến Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Thủ tướng chúc mừng những thành tựu mà UAE đã đạt được, đóng góp vào hòa bình và ổn định tại khu vực và thế giới. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn, đặc biệt là các đoàn cấp cao, đẩy mạnh giao lưu văn hóa, du lịch, đề nghị các quỹ đầu tư UAE tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn. Tổng thống UAE khẳng định ưu tiên thúc đẩy và đưa quan hệ hợp tác với Việt Nam lên tầm cao mới, cho biết sẽ chỉ đạo các quỹ đầu tư của UAE tích cực tìm hiểu cơ hội tham gia vào các dự án đầu tư tại Việt Nam. Nhân dịp này, hai bên nhất trí đẩy nhanh đàm phán, sớm ký kết hiệp định đối tác kinh tế toàn diện, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tiềm năng như chuyển đổi số, xây dựng trung tâm dữ liệu, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, nghiên cứu ký kết văn kiện hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo an ninh lương thực. Tiếp Phó Thủ tướng Oman Sayyid Shihab bin Tariq Al Said, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua. Trong đó, thành công của Quỹ đầu tư chung Việt Nam-Oman là hình mẫu tiêu biểu cho mô hình hợp tác về đầu tư giữa Việt Nam và các nước vùng vịnh. Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác song phương nhằm đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả. Phó Thủ tướng Oman khẳng định, chính phủ Oman luôn coi trọng việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác mọi mặt với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư. Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi mở cửa thị trường hàng hóa thế mạnh của mỗi nước, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp HALA, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ đầu tư chung Việt Nam-Oman, mở rộng hợp tác về giáo dục, tăng cường giao lưu giữa các thế hệ trẻ. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã có gặp lãnh đạo một số nước ASEAN, đó là Thủ tướng Campuchia, Tổng thống Philippines và Tổng thống Indonesia. Tại cuộc gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet, hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác, sự tin cậy chính trị ngày càng tăng thông qua các cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội. Các cơ chế hợp tác phát huy hiệu quả, đặc biệt là cuộc gặp cấp cao hai đảng, kỳ họp Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia và Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới hai nước. Hai bên nhất trí sẽ triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký giữa hai nước, đẩy mạnh hợp tác, kết nối hai nền kinh tế, góp phần hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn liền với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh, phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, đảm bảo an ninh mạng, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các hoạt động hợp tác đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp hai nước, nhất là trong các lĩnh vực như thương mại biên giới, phát triển kinh tế khu vực giáp biên. Đồng thời, tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia tăng cường kết nối, giao lưu thế hệ trẻ hai nước. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi tới Samdech Techo, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia và các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao Campuchia. Tại cuộc gặp với Tổng thống Philippines, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh nhu cầu tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Philippines để kịp thời ứng phó trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới và khu vực. Theo đó, hai lãnh đạo nhất trí giao các bộ ngành liên quan của hai nước thúc đẩy việc ký kết hiệp định liên chính phủ về hợp tác thương mại gạo nhằm nâng cao thế chủ động của Việt Nam và Philippines trong việc sản xuất và xuất nhập khẩu gạo. Hai bên cũng khẳng định sẽ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quan trọng như hợp tác nghiên cứu khoa học trên biển, chống biến đổi khí hậu, nông nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của hai nước thâm nhập sâu hơn vào thị trường của nhau, góp phần sớm cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng kim ngạch thương mại 10 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. Tại cuộc gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo, hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tích cực phối hợp, trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác trong thời gian tới, triển khai hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận đã ký kết, thúc đẩy sớm phê chuẩn hiệp định phân định vùng đặc quyền kinh tế, góp phần đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Hai nhà lãnh đạo khẳng định tích cực phối hợp thúc đẩy hợp tác thương mại, thống nhất giao cho các bộ liên quan đàm phán, tiến tới ký kết hiệp định thương mại về xuất nhập khẩu gạo có tính chất lâu dài giữa hai nước, mở rộng xuất nhập khẩu các mặt hàng thế mạnh sang thị trường của nhau. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Indonesia về những thành công trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2023 và được bầu là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2024-2026 với số phiếu cao nhất.
Tại cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, hai bên đánh giá cao việc lãnh đạo hai nước tăng cường gặp gỡ nhằm rà soát và trao đổi phương hướng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho hợp tác trên các lĩnh vực, đánh giá cao những đóng góp tích cực của các khu công nghiệp Việt Nam Singapore. Hai nhà lãnh đạo nhất trí giao các cơ quan hữu quan hai nước nghiên cứu khả năng thành lập hiệp hội các khu công nghiệp hai nước, qua đó tăng cường hiệu quả hoạt động của các V-Ship theo mô hình thông minh, xanh, bền vững, kết hợp phát triển các hệ sinh thái khu công nghiệp, đô thị. Hai bên cũng nhất trí cùng hợp tác sớm xây dựng cơ sở dữ liệu của hai nước để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của hai nền kinh tế. Thủ tướng Lý Hiển Long đánh giá cao tiềm năng to lớn của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Singapore đã cấp phép cho Việt Nam cung cấp năng lượng điện sạch cho thị trường Singapore. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tăng cường giao lưu nhân dân, trong đó có giao lưu thế hệ trẻ nhằm bồi đắp hơn nữa tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Trước đó, vào chiều qua theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm trụ sở Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh và gặp Tổng thư ký Hội đồng Jassim Mohammed Al Badawi, tiếp Thống đốc Quỹ Đầu tư Công Ả Rập Xê Út và Giám đốc Điều hành Quỹ Phát triển Ả Rập Xê Út. Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC bày tỏ vui mừng được đón Thủ tướng Chính phủ đầu tiên của Việt Nam đến thăm trụ sở GCC, tòa nhà lịch sử chứng kiến chặng đường phát triển 42 năm của Hội đồng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò của GCC và khẳng định Việt Nam coi trọng việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác cùng có lợi với GCC và các nước thành viên. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác ASEAN-GCC, hai khu vực phát triển năng động hàng đầu trên thế giới vì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và thế giới. Tổng thư ký GCC đánh giá cao vai trò vị thế của Việt Nam và những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua, khẳng định cả 6 nước vùng vịnh đều có quan hệ rất tốt đẹp với Việt Nam và hai bên rất có nhiều tiềm năng hợp tác. Ban thư ký GCC sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy hợp tác với các nước thành viên. Chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban thư ký GCC, Thủ tướng nhận định đây là một mốc son trong quan hệ giữa Việt Nam và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, mở ra kênh hợp tác mới đầy tiềm năng. Thủ tướng đề nghị hai bên sớm thống nhất chương trình hợp tác cụ thể để triển khai hiệu quả bản ghi nhớ. Tiếp đó, tiếp Thống đốc Đầu tư Công Ả Rập Xê Út có số vốn ước tính lên tới 620 tỷ đô la Mỹ, là một trong 10 quỹ đầu tư công lớn nhất thế giới. Thủ tướng định hướng quỹ tập trung đầu tư tại Việt Nam vào các dự án công trình trọng điểm quốc gia có tính liên vùng và các ngành mới nổi như chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo. Thủ tướng đề nghị hai nước nghiên cứu thành lập quỹ đầu tư chung để thực hiện các dự án đầu tư chung, tập trung phát triển hạ tầng chiến lược, trong đó có hạ tầng giao thông, hạ tầng văn hóa, giáo dục, du lịch, hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời tăng cường chia sẻ thông tin, chính sách, giới thiệu cơ hội đầu tư về các dự án tiềm năng tại mỗi nước. Tiếp Giám đốc Điều hành Quỹ Phát triển Ả Rập Xê Út, Thủ tướng đánh giá cao việc quỹ đã cấp vốn vay ưu đãi cho hơn 10 dự án ODA của Việt Nam, với tổng số vốn 165 triệu đô la Mỹ, nhấn mạnh Việt Nam luôn hoan nghênh và tạo thuận lợi cho hoạt động của các quỹ đầu tư, quỹ phát triển. Thủ tướng cho biết, Việt Nam đã thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Vì vậy, đề nghị quỹ xem xét có những điều chỉnh quy định, điều kiện vay theo hướng ưu đãi hơn, thủ tục đơn giản hơn, đủ lớn để hỗ trợ Việt Nam tập trung trọng tâm, trọng điểm vào các dự án liên quan đến đường sắt, cao tốc liên vùng, giao thông đô thị, hạ tầng chuyển đổi số. Chủ trì giao ban công tác quý 3 đối với các ban đảng, 4 văn phòng, các đảng ủy cơ quan đoàn thể trung ương vào chiều nay, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận những kết quả nổi bật như là kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát, nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài, bộ chi ngân sách được kiểm soát, các hoạt động đối ngoại diễn ra rất sôi động và là điểm sáng nổi bật. Tuy nhiên trong quý cũng nổi lên một số vấn đề như vụ việc ở Đắk Lắk, một số vụ án mạng thương tâm gây tâm lý lo lắng trong xã hội. Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị trong thời gian tới, các cấp các ngành tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết kết luận của Hội nghị Trung ương 8, phối hợp chuẩn bị chu đáo kỳ họp thứ 6, trong đó có việc lấy phiếu tín nhiệm cũng như là xem xét thông qua các dự luật quan trọng. Đồng chí cũng lưu ý các cơ quan đơn vị nỗ lực cao nhất nhằm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, vô hiệu hóa âm mưu của các đối tượng xấu, lợi dụng vấn đề nóng để kích động gây rối, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Chiều nay, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về phương án xử lý dự án mở rộng giai đoạn 2, nhà máy gang thép Thái Nguyên và dự án khai thác tuyển quặng sắt mỏ Quý Sa, nhà máy gang thép Lào Cai, VTM, tại tỉnh Lào Cai. Đối với dự án VTM, thì dù đã có nhiều cố gắng tháo gỡ, nhưng không có sự chuyển biến nên sẽ giao lại
cho Tổng công ty Thép Việt Nam xử lý. Còn dự án gang thép Thái Nguyên, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp hoàn thiện phương án theo hướng đề xuất cấp có thẩm quyền cho chủ trương xử lý dứt điểm hợp đồng EPC đối với các đối tác nước ngoài theo hướng thỏa thuận. Hiện chính phủ đã chỉ đạo xử lý được 8 trên 12 dự án yếu kém, còn lại 4 dự án, trong đó có dự án nhà máy bột giấy Phương Nam và đóng tàu Dung Quất đang hoàn thiện phương án xử lý, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Tại cuộc họp về dự thảo quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào chiều nay, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các địa phương khẩn trương góp ý để Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoàn thiện trình chính phủ ban hành, nhấn mạnh đây là một trong những quy hoạch quan trọng có tác động lớn đến công tác quản lý, sử dụng rừng cũng như phát triển kinh tế xã hội. Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương tiếp tục nêu rõ những vấn đề còn tồn tại và đề xuất giải pháp hoàn thiện. Tiếp theo là một số hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong ngày. Và chiều nay, lễ ra mắt cuốn sách Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được tổ chức tại Hà Nội. Tại sự kiện, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định cuốn sách là những định hướng chiến lược, những chỉ đạo thực tiễn sâu sát và gợi mở quan trọng để các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức và quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Sáng nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về kết quả thực hiện nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo, nhất là trong đào tạo, sử dụng cán bộ nữ, trong bố trí bí thư cấp huyện không phải là người địa phương. Đồng chí đề nghị tỉnh Bình Phước tiếp tục rà soát, đẩy mạnh thực hiện các quy định mới về công tác cán bộ, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình này. Cùng ngày làm việc trực tuyến với các tỉnh Thái Nguyên và Hà Tĩnh về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai địa phương này chủ động rà soát, xử lý ngay những vấn đề trong thẩm quyền để thúc đẩy phát triển, đề nghị các bộ ngành liên quan nghiên cứu sớm có giải pháp gỡ khó cho các địa phương trong các lĩnh vực sản xuất điện, kinh doanh vận tải, thủ tục hành chính sau khi thu hồi đất, phát triển nhà ở xã hội và quy hoạch đô thị. Bộ Y tế vừa công bố kể từ ngày hôm nay, COVID-19 không còn là bệnh truyền nhiễm nhóm A mà được chuyển thành bệnh truyền nhiễm nhóm B cùng với các bệnh cúm, sởi, sốt xuất huyết, ho gà hay bạch hầu. Những người mắc COVID-19 nhập viện trước ngày hôm nay vẫn được ngân sách nhà nước chi trả chi phí điều trị. Còn từ hôm nay, nếu như bệnh nhân đúng tuyến, chi phí sẽ do Quỹ Bảo hiểm Y tế và người bệnh chi trả. Bộ Y tế khuyến khích người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng và khuyến cáo đeo tại các cơ sở y tế. Người mắc COVID-19 trong vòng 10 ngày và người chăm sóc bệnh nhân phải đeo khẩu trang bắt buộc. Về tiêm vaccine COVID-19, nếu ai chưa tiêm đủ vẫn được tiêm miễn phí trong năm nay, nhưng mà chưa có khuyến cáo tiêm hàng năm. Vào chiều nay, tàu Hải quân 467 đã đưa các ngư dân của hai tàu cá gặp nạn tại vùng biển gần quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa, cập cảng Kỳ Hà tỉnh Quảng Nam. Quân chủng Hải quân đã bàn giao 78 ngư dân còn sống và hai thi thể ngư dân bị nạn cho chính quyền địa phương và gia đình. Đúng 14 giờ chiều nay, tàu Hải quân 467 cập cảng với 78 ngư dân sống sót. Trở về đất liền là mừng vui, cũng là đau đớn bởi hai bạn thuyền không may tử nạn, 13 người khác mất tích. Mình nghĩ mình chết rồi, mình sau mình lên được mặt nước là mình nghĩ rồi cũng còn hy vọng sống. Tự cho anh em sống còn ở dưới nước đó, họ cũng như mình mà mình về đất liền được. Trên bờ, hàng ngàn người dân địa phương đã đón ngư dân hai tàu cá gặp nạn trở về. Nhiều người đã không tin là chồng, con và cha sống sót. Nếu không có sự ứng cứu kịp thời của các tàu bạn và sự tham gia cứu hộ cứu nạn của lực lượng chức năng, thì số người tử nạn không dừng lại ở 15 người. Chúng ta phải có trách nhiệm lớn hơn nữa đối với ngư dân để cho ngư dân tiếp tục có cái điều kiện để vươn khơi bám biển. Tỉnh Quảng Nam cũng có phương án hỗ trợ lâu dài cho những gia đình có ngư dân bị chết và mất tích, bởi đây là lao động chính trong gia đình. Sau chuyến biển này, nhiều ngư dân sẽ nghỉ ngơi một thời gian, gom tiền để mua sắm tàu, tiếp tục lại ra khơi.
Cho đến lúc này thì hoạt động tìm kiếm 13 ngư dân mất tích ở vùng biển gần quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa vẫn được duy trì và mở rộng thêm phạm vi tìm kiếm, trong đó 3 tàu quân sự liên tục rà soát mặt biển. Theo thuyền trưởng tàu cảnh sát biển 8002 đang chỉ huy công tác tìm kiếm tại hiện trường, đến chiều tối nay thì mọi nỗ lực vẫn chưa có kết quả, việc tìm kiếm vẫn sẽ được tiếp tục. Để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn ở Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng kế hoạch hành động thúc đẩy triển khai đào tạo và nghiên cứu trong các lĩnh vực công nghệ bán dẫn vi mạch. Đây là ưu tiên số 1 của giáo dục đại học trong thời gian tới đây. Chúng ta phải bày tỏ một số thái độ. 5 cơ sở giáo dục đại học gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã ký kết biên bản hợp tác liên minh nhằm chia sẻ phát huy tiềm năng thế mạnh cùng hợp tác hiệu quả với các doanh nghiệp bán dẫn trong chuỗi giá trị chip bán dẫn toàn cầu. 2024-2025 thì chúng tôi tiếp tục là mở mới một số các chuyên ngành có liên quan chuyên sâu về lĩnh vực bán dẫn, tuyển bổ sung đội ngũ nhân lực cũng như kết hợp tổ chức những cái khóa đào tạo ngắn hạn để bồi dưỡng chuyên sâu cho các đội ngũ cán bộ giảng viên. Hiện có trên 50 doanh nghiệp FDI lớn đã đầu tư vào Việt Nam về công nghiệp vi điện tử và bán dẫn. Dự kiến thời gian tới sẽ có thêm nhiều tập đoàn lớn đầu tư vào Việt Nam, trong đó chủ yếu yêu cầu nhân lực thiết kế vi mạch. Dự báo trong 5 năm tới, tổng nhu cầu nhân lực từ trình độ đại học trở lên trong lĩnh vực này sẽ là khoảng 20.000 và 10 năm tới là khoảng 50.000. Có cái chính sách hỗ trợ để việc kết nối các cái trường đại học với nhau và kết nối với doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài, các tập đoàn công nghệ mà đầu tư trong lĩnh vực này. Chúng ta cần phải có những cái giải pháp tổng thể thì mới có thúc đẩy nhanh chóng được về nâng cao số lượng cũng như chất lượng đào tạo chuyên ngành vi mạch. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì xây dựng kế hoạch và có bộ phận điều hành để điều phối về cả nhân lực, cơ sở vật chất chung, giúp các trường chia sẻ chương trình đào tạo với nhau để giảm bớt thời gian biên soạn chương trình. Kinh tế Mỹ có thể sẽ tăng trưởng chậm lại trong những quý tới, dù doanh số bán lẻ và thị trường việc làm tại nền kinh tế lớn nhất trên thế giới này có những tín hiệu tích cực trong tháng 9 vừa qua. Nguyên nhân của việc tăng trưởng chậm lại là do chính sách thắt chặt tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và những tác động từ các cuộc xung đột vũ trang đang diễn ra. Thông tin chi tiết từ phóng viên Đài truyền Việt Nam tại Mỹ. Lãi suất cao đang thắt chặt các điều kiện tài chính tại Mỹ. Lĩnh vực tiêu dùng của quốc gia này được nhận định sẽ không tăng hoặc tăng trưởng rất chậm trong những quý tới. Trong lĩnh vực bất động sản, ngay từ tháng 9, những số liệu mới nhất cho thấy doanh số bán nhà tại Mỹ đã xuống mức thấp nhất tính từ đầu quý 3 năm 2010 trong giai đoạn đại suy thoái. Từ cuối tháng 9 chỉ có hơn 1,1 triệu căn nhà được giao bán, giảm hơn 8% so với một năm trước. Tình trạng này đã xảy ra trong suốt năm nay. Nguồn cung nhà hạn chế và khả năng chi trả thấp đang tiếp tục cản trở tới doanh số bán hàng. Cục Dự trữ Liên bang đơn giản là không thể tiếp tục tăng lãi suất trong bối cảnh lạm phát giảm và mức tăng việc làm suy yếu. Hiện nay các nhà đầu tư đang đặt cược vào khả năng Fed sẽ tạm dừng tăng lãi suất trong cuộc họp cuối tháng này. Nhưng tới cuộc họp tháng 12 về khả năng tăng lãi suất đã nhiều hơn trong bối cảnh kinh tế Mỹ đang đối mặt với rủi ro từ các xung đột địa chính trị bên ngoài, có thể thúc đẩy giá xăng dầu và lạm phát tăng trở lại. Sau năm 2024, kinh tế Mỹ có thể rơi vào suy thoái. Có vài lý do cho điều này. Đầu tiên và quan trọng nhất là đã một năm rưỡi từ khi Fed thực hiện chu kỳ thắt chặt tiền tệ dài và nhanh nhất trong 40 năm qua. Từ Thế chiến thứ hai, trong 13 chu kỳ thắt chặt tiền tệ của Fed, có 10 lần đã dẫn đến suy thoái kinh tế Mỹ. Sau khi tăng trưởng bùng nổ trong quý 3 với GDP ước đạt khoảng 5,4%, nhiều chuyên gia cho rằng kinh tế Mỹ sẽ bắt đầu tăng trưởng chậm lại từ quý 4, trong bối cảnh lãi suất tiếp tục được Cục Dự trữ Liên bang duy trì ở mức cao và lạm phát còn diễn biến phức tạp. Cuối tháng này, Fed sẽ bước vào cuộc họp chính sách trong bối cảnh lạm phát tháng 9 tại Mỹ không giảm như kỳ vọng. Cùng với tác động từ những xung đột địa chính trị đang diễn ra, sẽ làm cơ quan này khó khăn hơn khi quyết định chính sách lãi suất trong thời gian tới. Hoàng Hải, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Thưa quý vị, trên dải đất hình chữ S, nhiều miền quê đang giàu đẹp lên mỗi ngày, và trong đó thì có đóng góp của nhiều chị em phụ nữ và các cấp hội phụ nữ. Từ cơ sở thì các chị đã sáng tạo nên rất nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả về bảo vệ môi trường và tạo sinh kế cho các hội viên. Họ chính là những bông hoa đẹp đang góp phần làm giàu đẹp cho gia đình, cộng đồng và quê hương.
Tuyến phố Bích Họa nở hoa, công trình tâm huyết của phụ nữ phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội. Đây là thành quả những ngày dài các cán bộ hội phụ nữ phường gõ cửa từng nhà, vận động từng người, ủng hộ ý tưởng khoác áo mới cho khu phố cũ. Bước đầu thì cũng có một số hộ dân họ không đồng ý vì họ nghĩ rằng là chúng tôi vẽ lên thì sẽ làm hỏng tường. Nhưng chúng tôi cũng không nản và chúng tôi cũng với cái trách nhiệm và với cái lòng nhiệt tình chúng tôi nghĩ rằng là mưa dầm thấm lâu. Rất cảm ơn các chị em phụ nữ là làm vệ sinh môi trường, rồi là vệ sinh rồi tô vẽ những cái lên những cái bức tranh rất là sinh động đối với tổ để nhân dân được hưởng lợi. Ngoài việc chung tay xây dựng những miền quê đáng sống, các cán bộ phụ nữ còn đau đáu tìm sinh kế bền vững cho các hội viên. Nhiều năm nay, chị Nguyễn Thị Lành tích cực vận động nguồn quỹ hỗ trợ các chị em khó khăn, sáng kiến vận động tổ phụ nữ tiết kiệm của chị thu hút 57 tổ chị em góp vốn xoay vòng, giúp 90 hộ gia đình thoát nghèo bền vững. Cái điều tôi trăn trở nhất là làm sao mà để tiếp cận được cái nguồn vốn để hỗ trợ cho chị em phát triển kinh tế. Cái thứ hai là giới thiệu chị em học được cái nghề và tìm được cái việc làm để cho chị em ổn định cuộc sống. Trên khắp giải đất hình chữ S, các cán bộ hội cơ sở không quản ngại khó khăn, âm thầm bền bỉ chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên phụ nữ. Họ có cái vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng, củng cố tổ chức hội phụ nữ, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở địa phương cơ sở và cũng góp phần rất quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở tất cả các địa phương trong cả nước. Nhờ nỗ lực của hơn 14.500 chủ tịch hội cơ sở trên cả nước, trong 5 năm vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở đã gặt hái được những kết quả ấn tượng. Các chị luôn bền bỉ, không quản ngại khó khăn, góp phần giúp khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp của phụ nữ trong xã hội hiện đại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.